Ê, thằng kia, lại đây. Dạ. Mày hả? Mày đứng lên xem, coi mày có đứng được không? Anh muốn gì ở tôi? Tụi bay có nghe nó hỏi không? Các anh muốn gì ở em? Ở đây có rất nhiều anh và có rất nhiều cái muốn ở em. Vậy em có đáp ứng nổi không? Ôi chào hỏi đại ca mày. Dạ. Ai cho mày? Mày lên là chào đại ca cho tao. Mày phạm tội gì? Dạ. Đại ca họ trả lời nhanh lên mày. Dạ. Em phạm tội giết người. Mày biết rồi. Cái mặt non chuyệt mà nhát như thỏ đế của chúng mày, làm gì mà có gan để giết người chứ? Mày bị xử mấy năm? Dạ, là ngộ sát. Em không cố ý. Em bị kêu án 3 năm. Ngộ sát phòng vệ mà kêu có 3 năm hả? Mày thuộc dạng con ông cháu cha phải không? Gặp dân ngu khu đen không có tiền lo lót á, thì 10 năm trở lên là ít. Trong cái bộ dạng công tử bột như vậy, chắc có lẽ từ nhỏ tới giờ mày chưa biết khổ là gì, có phải không? Tao ghét mấy thằng nhà giàu, của nó ăn không hết, còn mình thì lần không ra. Đại ca, cho em chào hỏi thằng công tử này một chút nha đại ca. Ừ. Ê mày, cho mày. Ê. Thôi được rồi, chào sân vậy là đủ rồi. Rồi từ từ dạy dỗ nó sau. Dạ, kéo nó lên. Dạ, đại ca. Đi mày. Nội quy của phòng này mày học một ngày không hết đâu. Từ từ ta sẽ cho mày biết. Nhưng điều quan trọng đầu tiên mày phải nhớ, được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu đồ thăm nuôi, phải dâng cho đại ca. Mày vô đây rồi thì mày vô sản biết chưa? Chỗ mày đang ghê cả. Mày giữ lại một ít mà dùng. Em không cần đâu. Anh và các anh em khác cứ dùng đi. Ê thằng kia, mày định bố thí cho tụi tao đó hả? Muốn nhiều đòn hả con? Cứ để cho nó yên. Còn đồ á thì tụi bay cứ chia nhau mà ăn đi. Dạ cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Tại sao? Tại sao mình lại như vậy chứ? Thật ra mình là ai? Tại sao mình lại có mặt trên đời này? Tại sao ba mình lại đẩy mình vào cảnh tù tội như vậy? Kìa Thiên, sao vậy con? Sao con không coi chừng nó? Để nó phá bánh sinh nhật của con gái tôi. Em đang nấu ăn ở dưới bếp mà. Con nó còn nhỏ, cái gì là con được rồi. Sao mà mạnh tay với con, chỉ vì một cái bánh kem thôi vậy? Nếm đi con. Mày muốn ăn hả? Muốn ăn tao cho mày ăn. Anh ơi, anh ơi, anh làm cái gì vậy? Dạ.
Anh ơi, đi đi. Anh ơi, đừng có xảy ra như vậy mà. Tại sao ba lại đối xử tệ với mình như vậy? Mình thèm được ba ôm vào lòng một lần như những đứa trẻ khác cũng không được. Mình có phải là con ruột của ba hay không? Cái thằng này làm việc như tự hành xác mình vậy, không một chút phản kháng, không một chút than phiền nữa. Nghe nói ngoài đời nó là đại công tử đó, chắc từ nhỏ tới lớn chưa từng mó tay vào những công việc này đâu. Tao khoái nhất cái vụ nhà nó thăm nuôi. Nó không thèm đụng vào thứ gì, cho tụi mình hết. Cái thằng này cũng lạ thiệt. Cái thằng này nó làm việc như điên vậy, cho dù không ai giám sát nó muốn dùng công việc để tự sát hay sao? Anh em, mọi người, người tay uống nước được giải lao 15 phút. Vô nước kìa, vô nước anh, vô nước anh ơi. Đâu có tiêu anh, ông đó không uống đủ không mà không uống nước là mày ơi. Khát quá. Cho tôi cho tôi ly nữa. Ê, để tao mày. Để đừng có hết nha. Nhanh gì mày. Từ ca đâu trơn rồi. Được ca ơi. Rồi chưa uống hết. Còn cứ khai hai người uống rượu rồi xô xát xảy ra, còn chỉ vì tự vệ mà đẩy ngã ông ấy, dẫn tới cái chết không mong muốn. Con, bà sẽ lo liệu mọi chuyện. Có hai điều mà mọi thằng tù vào đây đều bị ám ảnh. Một là ám ảnh vì tội lỗi mà nó đã gây ra. Hai là bị ám ảnh bởi mình đã bị vu oan. Còn mày thì nằm ở trường hợp nào? Ông có con không? Có hai đứa. Một thằng con trai cỡ bằng tuổi như mày, và một đứa con gái năm nay vừa tròn 18 tuổi. Vậy ông nói cho tôi nghe, có người cha nào lại cam tâm để con của mình vào chốn lao tù không? Dù quan cho nó cái tội tày đình là giết người, cho dù biết rõ nó chỉ là một thằng con trai rất nhút nhát. Tao cũng nghĩ như vậy. Mày làm gì có đủ bản lãnh để mà giết người? Vì hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Tao là một tay giang hồ cũng có hạn, vào tù ra khám như con bữa, tao muốn chém giết ai đó cũng dễ như chơi. Nhưng còn đối với con cái, nó là số một và là cái quý nhất trong lòng tao. Vậy em nói đi, vì sao tôi bị chính cha của mình đẩy vào hoàn cảnh này? Tôi tìm hoài mà không sao tìm ra được lý do nào chính đáng. Sao ông lại cười? Có gì đâu mà không hiểu. Nếu mà là cha ruột thì không thể làm điều này.
mày hãy quay lại cái mối quan hệ giữa mày và người đó ra sao. Muốn rèn luyện thể lực, cái điều quan trọng đầu tiên là phải biết rèn luyện ý chí, phải biết mình muốn gì và mục tiêu sẽ đi về đâu. Tôi nhận ra mình yếu là từ thể chất tới tâm hồn. Giờ thì tôi muốn thay đổi. Được, tôi sẽ giúp cậu. Làm đàn ông á, trước tiên là phải có bản lĩnh. Trước là để tự bảo vệ mình, sau là để bảo vệ người thân. Đừng có bao giờ để cho người khác bắt nạt mình. Cậu có một cơ thể khỏe mạnh là cậu sẽ có một cái đầu minh mẫn. Tôi sẽ dạy võ cho cậu. Cậu cải tạo tốt nên được cho ra trước thời hạn 3 tháng. Chúc mừng cậu được tự do. Cảm ơn cán bộ nhiều lắm. Cậu có báo cho người nhà tới đón không? Dạ không, em muốn dành sự bất ngờ cho mọi người. Tôi tin cậu là một người tốt. Bản chất cậu rất hiền lành. Tù tội làm cho con người ta trưởng thành hơn. Thời gian qua em đã học được rất nhiều thứ. Cậu về nghe. Chúc cậu làm lại cuộc đời, sống vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn cán bộ rất nhiều. Nhớ là phải giết nó bằng được cho tôi. Dạ. Cậu bị theo dõi gắt lắm hả? Tôi về liên lạc tới 2 ngày rồi mới gặp được cậu. Em biết ông ta đang cho người bám sát theo chân em. Khó khăn lắm em mới cắt đuôi được tụi nó. Cậu không cho tôi gặp bên ngoài nên tôi đành hẹn cậu tới căn nhà rách nát này. Cậu thông cảm cho tôi nha. Anh đừng nói vậy. Em không quý anh thì đã không tới. Tới rồi thì coi như là anh em. Anh vừa mới ra tù thôi nên cũng còn te tua lắm. Cho nên anh đãi chú bữa rượu lạc này vậy. Anh cứ cầm lấy chi tiêu, đừng nghĩ ngợi gì hết. Tôi chưa làm được gì cho cậu thì làm sao tôi lại dám nhận tiền. Em có việc giao cho anh đi. Nếu anh làm được chuyện này, tiền bạc không thành vấn đề. Cậu muốn tôi phải làm gì? Tôi muốn anh lấy mạng một người. Ông ta tới rồi kìa. Chào anh. Chào chú. Dạ chào anh. Mời anh ngồi. Đây là anh Phong. Còn đây là Đại, em rể của em. Dạ em chào anh. Nghe anh hai em kể dành đã lâu, hôm nay mới có dịp được gặp mặt. Chào chú. Là người nhà hết rồi, đừng có khách sáo làm gì. Bây giờ chúng ta cứ đi thẳng vào công việc đi. Hai thằng mày vô trong, tìm cúc nào tốt nhất để có thể chụp hình được.
Tao không vô vì chỗ này vắng. Thằng Thiên có thể nhận ra tao. Dạ đại ca yên tâm. Đại ca đứng đây chờ em. Dạ. Em đi nghe. Đi mày đi. Mình qua bên này đi. Đó là ông ta. Lộ trình đi làm cô mấy thường ngày, bắt đầu buổi sáng là đến ngân hàng, sau đó hãy ra ngoài để giải quyết một số công việc. Về đêm ông ta luôn có những buổi tiệc tùng ăn nhậu với Đô Tàng. Ông ta luôn luôn có vệ sĩ đi kèm để bảo vệ. Anh phải lên một phương án thật chặt chẽ, đề phòng ông ta phản đòn khi ra tay. Tôi biết đơn đặt hàng này cũng không phải là đơn giản, vì ông ta là người có chức quyền và cũng là người có quyền lực ngầm trong giới giang hồ. Nếu muốn hạ ông ta cũng không phải là chuyện dễ. Anh nói đi, chi thêm bao nhiêu tuổi cũng sẵn sàng. Điều quan trọng nhất là thời gian. Chúng ta ra tay trước thì sẽ thôi. Nếu không, ông ta sẽ quật ngược lại, chúng ta sẽ chết cả đám. Tôi đã liên hệ với mấy tay giang hồ có máu mặt ở bên Campuchia rồi. Khi nào mà làm xong việc á, thì tụi nó rút qua biên giới luôn, coi như là không liên lụy tới mình. Nhưng có điều là chung chi cũng hơi đậm. Không thành vấn đề. Chỉ cần anh hạ được ông ta thì tài sản sẽ lọt vào tay của anh hai và vợ của em. Đến lúc đó tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ thôi. Với em, chỉ cần trả được thù cho đứa em gái tội nghiệp đã bị ông ta hại chết thì mọi chuyện còn lại không quan trọng. Chúng ta đang bị theo dõi. Có hai thằng đang dùng điện thoại quay lén cho chúng mày. Cứ ngồi im, đừng dòm ngó xung quanh, cứ coi như là không có gì xảy ra để tôi xử lý cho. Vô. Cậu Thiên, cậu quan sát xem mọi người đâu, rồi báo vị trí cho tôi. Có tất cả bao nhiêu người? Có hai thằng. Bạn tụi nó một cách xa mình, bạn sau bên cái gì đó, chạy phía bên trời. Sau một lúc kia, toilet quán này nằm ở đâu? Anh đứng lên, đi thẳng ra đằng sau. Tôi sẽ đi vòng ra phía sau. Khi nào mà cậu thấy tôi xuất hiện sau lưng tụi nó, cậu nhớ tiếp ứng cho tôi nhanh. Dạ. Em còn quen lắm với những việc như vậy. Cậu đừng lo, cứ ngồi yên đi, để tôi nhanh cũng xử lý. Ở bên ngoài đó. Chú làm ăn cái kiểu gì vậy? Giải tán cái đám đàn em ăn hại đi. Lúc đó em không ra mặt vì sợ thằng Thiên phát hiện ra em. Nhưng cũng không ngờ xuất hiện một gã đại ca dỗ dỗ như vậy. Hai đứa tụi nó đánh không lại. Em nghe hai đứa đó nói, thằng Thiên cũng thành thạo đánh đấm lắm. Chú không nhận ra mặt gã kia là ai sao? Dạ, máy điện thoại của tụi nó bị lấy đi nên không còn hình ảnh gì hết. Chết tiệt, toàn bộ đồ ăn hại.
bằng mọi giá phải tìm hiểu người mà thằng Thiên đang qua lại là ai. Tôi cho chú 24 giờ, sau đó báo lại kết quả cho tôi. Dạ, em biết rồi. Con ghé qua ngân hàng, ba có việc muốn giao cho con. Tiền lắm, làm giang hồ cũng phải có quy tắc riêng. Lấy một đống tiền của mày phải bán mạng của tụi tao cũng không ham. Xuống xe. Ba cho người đưa con tới đây chắc là có chuyện quan trọng cần nói. Không cần phải đóng kịch với nhau nữa. Đã từ lâu mày đã biết tao không phải là cha ruột của mày. Tiếng kêu ba nghe gượng ép quá phải không? Vậy ông muốn tôi gọi ông bằng cái gì? Gọi cái gì cũng được, trừ từ ba ra. Tao căm ghét cái từ này xuất phát từ miệng của mày. Cho dù tao đã nuôi mày khôn lớn bằng tiền mồ hôi và xương máu của tao. Tôi cũng cảm ơn ông vì đã nuôi lớn tôi bằng lòng hận thù của ông. Mày á là nỗi bất hạnh của cuộc đời tao. Mày là cái gai mà tao đã muốn nhổ từ lâu. Cái thằng con quan như mày là sự kết tinh của vợ tao và thằng bạn thân khốn nạn kia. Sự xuất hiện của mày trên cõi đời này đã làm tan nát một gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc. Tôi không có tội. Một đứa con không có quyền chọn cửa của cha mẹ để mà chui ra. Tội của mày là không nên có mặt trên cõi đời này. Ông thật là ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân của ông. Có bao giờ ông nghĩ tới nỗi đau của những người xung quanh ông không? Ông hành hạ người khác một cách vô cớ, ông sẽ bị quả báo. Tao làm cái gì đều có cái lý của tao, chứ không vô cớ như mày nghĩ. Tao thề sẽ không cho mày sống hạnh phúc trên nỗi bất hạnh của tao. Anh Hải, giải quyết nhanh đi anh, để có người đi qua đây.
Mày á thì cũng không vừa đâu, đã cho người theo dõi tao, còn định thuê người giết tao nữa. Lẽ ra tao phải triệt mày từ lâu rồi. Ông đã cướp đi của tôi rất nhiều thứ. Tuổi thơ là nỗi ám ảnh bị hất hủi đầu rồi. Lớn lên một chút, ông đã cướp đi tình yêu đau đớn của tôi. Sau đó đẩy tôi vào cảnh tù tội. Ông đã hành hạ người mẹ tội nghiệp của tôi cả một cuộc đời. Bao nhiêu đó đủ cho tôi trả thù ông chứ? Mày sẽ không có cơ hội làm chuyện đó đâu. Nếu có ngon á thì hãy chờ tao bên kia thế giới rồi tính tiếp. Giết nó đi, làm nhanh gọn lẹ. Đi, nhanh lên, nhanh lên. Rơi xuống đây thì chỉ có tàn xác. Mẹ nó, lẽ ra cái xác nó nằm ở đây thì tôi yên tâm hơn. Hai thằng bay đúng là vô dụng, có súng trong tay mà không hại được nó. Dạ, tại nó nhanh quá, em không ngờ là nó dỗ dỗ như vậy. Dạ alo. Dạ phải, nhà của cậu Thành Thiên. Dạ. Đưa cho bà. Alo. Chào bà, tôi là công an tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi vừa được một người dân đi rừng báo, họ tìm thấy con bà nằm dưới chân đèo Đà Lạt. Con tôi, nó có làm sao không? Nó còn sống hay là đã chết vậy? Tình trạng anh ta rất tồi tệ, hiện đang hôn mê rất sâu, đang nằm ở bệnh viện tỉnh. Con sao vậy? Kìa, Linh à. Bà ơi, Thành Thiên, người ta tìm thấy nó ở dưới vực đó bà ơi. Nó đang hôn mê, nó đang nằm ở bệnh viện Lâm Đồng. Tôi là mẹ của Thành Thiên, làm ơn cho tôi hỏi con trai của tôi đâu rồi, nó có sao không vậy? Còn đây là ba và ông nội của nó. Hai chú làm ơn cho tôi hỏi tình hình của cháu tôi hiện giờ ra sao rồi, chừng nào chúng tôi mới gặp được cháu? Dạ thưa bác, tình hình của Thành Thiên hiện rất xấu, các bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu. Nè con à, con không sao? Một người dân đi lượm củi phát hiện ra nạn nhân đang nằm bất tỉnh dưới thung lũng, họ đem anh ta về căn chòi trong rẫy, sau đó mới đi trình báo chính quyền địa phương. Sau khi xem xét giấy tờ trong bóp của nạn nhân, phối hợp với công an thành phố mới gọi về nhà cho bà. Anh ta bị thương khá nặng, nhưng thời gian đưa tới bệnh viện khá lâu, vì vậy... Nhưng mà con tôi, tại sao nó lại rơi xuống vực vậy hả? Chắc là va chạm tai nạn giao thông. Đây không phải là một vụ tai nạn giao thông, chúng tôi đang tình nghi đây là một vụ án mạng. Án mạng?
Có nghĩa là con tôi bị người ta sát hại sao? Các anh căn cứ vào điều gì lại nói đây là một vụ án mạng? Một viên đạn còn nằm bên vai phải của nạn nhân, hiện nay bác sĩ đang phẫu thuật để gấp nó ra. Nè, chút nữa tôi mời gia đình vào phòng bên, chúng tôi cần lấy một số thông tin về nạn nhân. Dạ. Anh hẹn tôi chỗ này ok lắm, tầm nhìn rộng, dễ quan sát. Vậy có ai đi theo chú không? Hình như là không. Còn Thành Thiên sao rồi? Vẫn vậy, không có gì khả quan hết. Tôi cũng không ngờ ông ta lại ra tay nhanh đến như vậy. Đúng là trở tay không kịp. Thật là tội cho Thành Thiên quá. Ông ta là một con quỷ, tôi biết được rõ điều đó. Thú thật, bây giờ tôi đang rất lo cho bản thân. Không biết giờ phút nào ông ta sẽ ra tay đoạt mạng tôi nữa. Vậy chú có ý định gì? Tôi vẫn muốn anh tiếp tục thực hiện hợp đồng. Tôi làm việc với Thành Thiên, nhưng vợ cậu ấy... Tôi sẽ là người trực tiếp trả tiền cho anh. Anh đừng lo chuyện tiền bạc làm gì. Bao nhiêu anh cứ nói đi. Thú thật, lúc đầu tôi giúp Thành Thiên không chỉ vì tiền, mà còn vì cái tình. Anh em đối xử tốt với nhau trong những ngày tù tội. Tôi hiểu cậu ấy nên mới giúp. Tôi cũng nói thật với anh, tôi không còn biết nhờ ai nữa. Tính mạng của tôi đang bị ông ta đe dọa. Ông ta có thể ra tay giết tôi bất kỳ lúc nào. Nhìn cái cách mà ông ta ra tay với Thành Thi mới thấy được con người máu lạnh của ông ta. Anh Phong à, anh phải nhất định giúp tôi thoát khỏi bàn tay của người này. Chú cũng biết ông ta không phải là người đơn giản. Cái lão này ranh ma và xảo quyệt lắm. Cái đám vệ sĩ luôn bám sát theo ông ta. Muốn hạ gã này phải tốn rất nhiều tiền cho tụi giang hồ bên Cam. Tôi nghĩ cứ coi đó như là một trận quyết chiến. Được, anh cứ nói họ ra giá đi, tôi sẽ sẵn sàng chi. Nếu mà chú nói vậy thì ok. Chú cứ cho tôi vài ngày đi sắp xếp, rồi tôi sẽ trả lời cho chú sau. Đây, anh cứ cầm lấy mà chi tiêu trước. Tôi không thể nhận tiền của chú được, mọi việc còn chưa ngã ngủ mà. Anh cứ cầm đi, đừng suy nghĩ nhiều. Mong anh cứ coi em như là Thành Thiên là được. Em sẽ chờ tin anh. Vậy hả? Đây là chiếc xe, là phương tiện di chuyển hàng ngày của ông ta. Nó xuất phát ra khỏi biệt thự vào mỗi buổi sáng. Còn đây là chiếc mô tô của hai vệ sĩ, tụi nó luôn bám sát ở phía sau. Nếu mà muốn đụng vô ông ta thì cũng không phải là dễ đâu. Đại ca yên tâm, em sẽ cản địa hai gã này. Còn đại ca chỉ việc chở thằng Tài con vượt mặt nhắm vô chiếc ô tô mà nã đạn, gã đó chết chắc. Cái phương án này cũng chưa có khả thi lắm. Nếu muốn thực hiện thì phải chọn con đường nào vắng một chút, chứ còn ở chỗ đông người thì khó mà tẩu thoát khi gây án xong. Vì tụi hành xử chìm thì bây giờ nhiều lắm. Đại ca đừng lo, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Động dân mình về lẫn trốn, bọn cơm đâu dám bắn vào dân đâu. Tao muốn có một phương án khác an toàn hơn. Khi nào mà làm xong việc rồi thì tụi bay chạy qua biên giới Mộc Bài, rồi bay về Campuchia cho nó an toàn hơn. Vụ này khó, đại ca phải lấy trước một nửa số tiền rồi mới tiến hành. Tao biết rồi, nhưng mà ở chỗ quen biết thì tao phải tính cho kỹ. Nếu không thì sẽ làm mất uy tín của tao. Khi nào mà tao thấy ổn rồi thì tao gọi hai đứa qua lấy tiền. Nghe nói thằng trẻ có con bồ là diễn viên hay người mẫu gì đó, thỉnh thoảng lại qua đêm với nó. Mình canh me đột nhập chơi lúc nửa đêm có vẻ an toàn hơn. Lúc đó bọn vệ sĩ đã về hết rồi. Ok. Cái phương án này cũng khả thi lắm. Tụi bay cứ bám theo đối tượng 24/24 giờ, rồi chờ thời cơ tới tụi bay xử đẹp nó cho tao. Ok, đại ca gọi điện cho tên đặt hàng đi. Ừ. Ngân à, con hãy bình tĩnh lại.
Con cứ khóc như vậy hoài, mọi việc càng rối hơn nữa con. Bây giờ con đâu biết phải làm gì hả nội? Anh ơi, con đâu, mẹ con đâu rồi nội? Anh, ai gọi vậy? Sao anh không chịu nghe máy đi? Chỉ là khách hàng gọi thôi, không sao đâu. Cứ nghe điện thoại đi, cần thì người ta mới gọi chứ. Dạ. Dạ em nghe nè. Chú làm gì mà tôi gọi ngoài mà chú không nghe máy? Hay là chú muốn quỷ giao dịch với tôi? Dạ nhà vợ em xảy ra chuyện, em lu bu quá nên không nghe máy của anh được. Tôi đã dàn xếp xong rồi, nhưng mà cái vụ này khá tốn đó, họ đòi giá rất cao, chú chịu làm không? Là bao nhiêu? 500 triệu. 500 triệu? Sao mà cao dữ vậy? Chú cũng biết đó, là cha vợ của chú là người có thế lực, luôn luôn lúc nào cũng có thủ vệ sĩ đã bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu mà muốn được vô ông ta thì đâu có dễ. Cái giá này là cũng còn mèo nữa. Không bớt được hả? Không, tôi đã chốt giá rồi. Nếu chú không làm thì tôi buông. Nếu mà chú chịu làm thì chuyển trước cho tôi một nửa. Nếu mà có anh Thiên ở đây á thì chuyện tiền bạc không đáng kể, nhưng mà chỉ có mình em thôi cũng khó xoay sở lắm. Cái giá này là không có mắc đâu, vừa lấy mạng một người mà cũng coi như là mua cái mạng của chú. Nếu mà để ông ta ra tay với chú như thằng Thiên á thì chú sẽ ra sao? Hơn nữa, khi mà ông ta chết thì chú nghĩ thừa kế sẽ lọt vào tay con gái của ông ta. Thử nghĩ xem, lúc đó tài sản của chú trị giá được bao nhiêu? Biết rồi, anh cho em 2 ngày, em sẽ chuyển tiền qua cho anh. Khi nào xong việc, em sẽ chuyển luôn. Ok, vậy đi nhanh. Ok. Số tiền 500 triệu đó có là bao nhiêu? Nếu như mình giải quyết được ông ta, vừa trả được hận, vừa giữ được tính mạng của mình, mà điều quan trọng nhất là mình có thể thừa kế số tài sản không nhỏ. Có gì tôi giới thiệu cho anh. Còn nữa, mấy căn nhà vườn mới xiết xong bán luôn cho tôi. Tôi đang cần một khoản tiền mặt lớn. Nhà cửa, đất đai bây giờ đang đóng băng, khó bán lắm. Nếu anh hạ giá thì chắc cũng có người mua. Tôi biết là khó lấy lời từ thu hồi tài sản lắm. Chỉ cần thu hồi vốn là được. Nợ xấu ngân hàng ngày càng cao, cứ như vậy hội đồng quản trị sẽ mất tin tưởng vào sự lèo lái của tôi. Tôi cũng đang cho đàn em bám theo 2 chủ nợ, một ở Bình Dương và một ở quận 7. Hai thằng giám đốc này làm xấu quá. Nếu như tôi bắt được, tôi cho nó nhiều xương. Làm gì thì làm, cũng dựa cái mạng tụi nó lại để mà trả nợ cho tôi. Anh mà làm quá, mất mạng người mà nợ nần thì không giải quyết được. Thôi, tôi về đây. Dạo này nhà tôi
Sao mấy hôm nay mình không ngủ được cả? Cứ dậy hoài chắc chết sớm quá. Sao hai đứa giờ này chưa chịu đi ngủ? Nội, nội định hù chết con hả? Con mới hù chết nội á. Nửa đêm nửa hôm ra đứng ngoài này, sao không bật đèn lên? Vậy còn nội, sao giờ này nội không đi ngủ? Nó ngủ không được, rót nước uống thuốc. Vậy còn anh, sao giờ này anh không đi ngủ đi? Em thức dậy không thấy anh đâu, tưởng anh ở phòng con. Tại anh khó ngủ quá, cứ nghĩ tới chuyện không biết giờ này mẹ với anh Hai đang ở đâu. Hả? Có chuyện rồi, chạy nhanh lên. Dạ dạ. Sao không ông chủ? Ông chủ! Giờ khuya rồi, vợ chồng con đi ngủ đi. Dạ. Mà ba con về chưa vậy? Con cũng không biết nữa. Ủa, mà giờ là mấy giờ rồi anh? Gần một giờ rồi. Giờ này chắc ba con không về đâu. Thôi đừng chờ nữa, hai đứa đi ngủ đi, có gì mai hãy tính. Dạ. Ủa, sao giờ này mọi người không đi ngủ? Thôi, cũng trễ rồi, vô ngủ đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Anh thật sự rất muốn ngủ, nhưng mà không sao chợp mắt được. Đi em.
Alo, tôi nghe đây, xin lỗi ai vậy? Hả? Nội, nội, có chuyện gì vậy nội? Nội. Alo, có chuyện gì vậy nội? Ai được vậy? Alo, alo. À nội, ai gọi vậy nội? Có chuyện gì vậy nội? Là vệ sĩ của ba con. Họ nói gì vậy nội? Ba con bị bắn trên đường về. Em à, ông ơi, Kim Ngân, Kim Ngân. Các anh kể tôi nghe đầu đuôi diễn biến sự việc như thế nào. Tôi đi xe trên khu vực đại lộ. Trên đường đi, khi xe của ship chạy lên ngoài, xe của tôi chạy phía sau bị một nhóm đuổi theo. Những thành phần đó tôi nghĩ chắc có lẽ là từ Campuchia vượt biên qua đây. Ba ơi, ba đừng chết nha ba. Tại sao mọi chuyện xấu đều đổ hết vào gia đình mình vậy? Kim Ngân à, em bình tĩnh đi. Em mà ngất nữa, anh không biết phải làm sao đâu. Anh nghĩ là ba sẽ không sao đâu mà. Anh, em sợ lắm anh biết không? Tại sao ba lại bị người ta bắn? Ba đã gây thù oán dài, mà tại sao người ta lại muốn lấy mạng của ba anh? Anh cũng không biết chắc là ai nữa. Nhưng mà trong công việc ba đụng chạm với nhiều người lắm, nhất là những khách hàng mà bị ba siết nợ đó. Bác sĩ, bác sĩ, ba của tôi sao rồi? Ba của tôi có tỉnh lại không bác sĩ? Ông ấy bị bắn vào bả vai. Ekip phẫu thuật đã gấp viên đạn ra rồi, nhưng hiện thời ông ấy vẫn chưa tỉnh. Thưa bác sĩ, tính mạng của con trai tôi có giữ được không ạ? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất quá nhiều máu, tạm thời vẫn phải nằm phòng cách ly để chúng tôi theo dõi. Bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu ba tôi. Tôi xin bác sĩ đó. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Tại sao ông ta vẫn chưa chết, ông ta mà còn sống là một rắc rối to rồi. Sao con không nghe điện thoại đi nào? Kệ đi nội ơi, thực sự là bây giờ con không còn tâm trạng đâu mà nghe điện thoại nữa. Nó không nghe máy hả đại ca? Tình hình này còn chưa biết ra sao. Không biết là ông ta đã chết hay là bị thương. Có khi bên nhà vợ của nó đã nhận được tin này rồi và đang rối lên, cho nên nó không dám nghe máy đâu. Vậy tình hình này tính sao hả đại ca? Thằng Tùng Đen thì bất tỉnh, tụi em không dám đưa nó vô bệnh viện. Bây giờ nó trốn trong nhà con bò của nó, tụi em cũng phải tìm đường trốn thôi. Ở đây tụi cấm mà mò ra là chết cả lũ. Cái điều quan trọng là mình không biết chắc là ông ta đã chết hay chưa, thì làm sao mà đòi số tiền còn lại được. Nhưng nếu như mà ông ta vẫn còn sống á, thì mình phải tính sau với thằng Đại đi. Nó đã chuyển khoản cho anh 200 triệu rồi. Trước mắt á, anh cứ chi cho tụi em để làm lộ phí qua cam. Anh cứ ở lại đây, từ từ tính với nó. Nếu như mà ông ta vẫn chưa chết á, thì mình thanh toán sau đây. Có gì đâu mà đại ca khó tính. Hợp đồng giết người là 500 triệu, còn bị thương là 200 triệu. Vậy là ok rồi, coi như là không ai nợ ai. Mày không thể tính như vậy được. Giang hồ là phải biết giữ chữ tín. Giết người và làm bị thương đó là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Giả sử nếu như chúng ta thực hiện không đúng như hợp đồng giao kèo mà lấy đi của người ta 200 triệu thì cũng rất khó coi. Vậy đại ca nói đi, không lẽ tụi em đứng ở đây chờ tin? Nếu ông ta không chết sẽ phải thực hiện lại hợp đồng. Anh muốn tụi em bị tóm hả? Thôi được rồi, bây giờ tạm thời tao đưa cho hai đứa bay 100 triệu, rồi tụi bay lập tức chạy thẳng qua Campuchia ngồi chờ tin đi. Rồi cái chuyện còn lại thì tao sẽ đứng ra giải quyết. Có gì thì tao sẽ báo cho tụi bay hay sao? Sao anh không đưa tụi em 200 triệu? Số còn lại anh lấy rồi chia sau. Nếu như mà ông ta chưa chết thì liệu nó có chịu trả tiếp 300 triệu còn lại hay không?
hay là nó còn đòi lại 200 triệu đã đặt cọc. Tao chịu trách nhiệm đưa cho hai đứa bay 100 triệu thì cũng là nhiều rồi đó. Nếu có gì thì tao còn thương lượng với nó. Vì giang hồ thì cũng có nhiều loại lắm, chứ đâu có thể trắng trợn ăn cắp tiền của người ta được. Thôi vậy cũng được. Làm gì tụi em cũng phải nhanh chóng biến khỏi Sài Gòn trong đêm nay. Tụi em ớn ăn cơm nhà đã lắm rồi. Tụi bay yên tâm đi, ngày mai thế nào nó cũng liên lạc lại với tao. Con mồi còn sống hay là đã chết thì mình cũng sẽ biết thôi. Tới lúc đó tao sẽ thương lượng tiếp với nó, rồi tao sẽ báo qua với tụi mày. Dạ. Đồng chí, báo cáo lại sự việc cho tôi nghe. Dạ. Đêm qua khoảng 10 giờ tối, xe ông Phạm Hoàng Hải đang chạy trên đường, có hai thanh niên đi xe mô tô lấn vào làn đường xe hơi, dùng súng bắn ông Hải. Sao bọn chúng có thể manh động như vậy? Các đồng chí, nhanh chóng điều tra vụ này. Tôi sẽ xin lệnh cấp trên thành lập ban chuyên án, phải bắt cho bằng được hung thủ. Hiện ông Hải đang nằm viện, không biết sức khỏe như thế nào nên chưa lấy lời khai được. Phải cử người trực 24/24 ở đó, xem có đối tượng khả nghi nào đến tìm ông Hải hay không. Rõ. Nội à, không biết chừng nào ba con mới tỉnh dậy nữa. Mình có đứng đây cũng không giải quyết được gì đâu. Hay là con đưa nội với vợ con về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, có gì mình quay lại sau nha nội. Con cứ chở vợ con về đi, nội phải ở lại đây với ba con. Không, con không về đâu. Con muốn khi ba tỉnh lại, người đầu tiên ba được nhìn thấy sẽ là con. Mọi người cứ như vậy là sẽ kiệt sức mất. Liên tục gia đình mình xảy ra chuyện, tại sao vậy? Có ai giải thích cho nội biết được không? Sao nội lại hỏi con như vậy? Thật sự con cũng đâu biết gì đâu. Con đang cảm thấy như một cơn ác mộng trước những gì đang xảy ra vậy. Nội không có ý gì, chỉ hỏi vậy thôi. Thôi anh về, đưa con cho bà nội trông giùm. Mình không thể đưa đón con đi học được, để nó ở nhà cả ngày với lụa em không yên tâm được. Khi vào anh lấy cho em và nội đồ để thay là được rồi. Vậy thôi anh về, anh gửi con xong rồi anh vô công ty. Có gì anh sẽ tranh thủ anh ghé liền. Em với nội muốn ăn gì để anh mua đem vô. Giờ em không muốn ăn gì, anh cứ đem sữa vào cho em là được rồi. Anh biết là em đang chịu rất nhiều áp lực, nhưng mà em phải cố lên. Anh luôn luôn ở bên cạnh em. Thôi, để anh về anh sẽ tranh thủ vô lại với em. Con về nha nội. Nội ngó chừng vợ con sẽ tranh thủ vô liền. Nghe đi chú Đại. Cái làm ăn gì kỳ vậy? Chú đừng nóng, chú nói tôi nghe đi. Ông ta đã sao rồi? Đã chết hay chưa? Ông ta chưa chết, viên đạn chỉ là ông ta bị thương thôi. Hiện tại ông ta đang hôn mê. Lẽ ra các anh phải nhắm vào đầu của ông ta mà ốp cò chứ. Tụi tôi cũng đã tính toán kỹ lắm rồi, nhưng mà không ngờ cái đám vệ sĩ của ông ta nó quá lợi hại, nó dám cản địa tụi tôi. Nếu mà tụi tôi không nhanh chân tẩu thoát đó thì người của tụi tôi đã bị tụi nó bắt rồi. Tôi đang điên đầu lên đây. Ông ta mà tỉnh lại là tôi mệt luôn đó. Hiện tại công an đang vào cuộc điều tra. Tạm thời tôi đã cho tụi đàn em nó qua biên giới Campuchia rồi. Còn tôi sẽ đánh mặt ở dưới quê một thời gian để xem xét tình hình ra sao rồi tính tiếp. Nếu ông ta không chết, tiền của tôi tính sao đây? Tôi đã chi cho tụi nó 100 triệu để tụi nó trốn đi rồi. Từ từ tôi gặp chú rồi tôi sẽ tính sao. Biết đâu ông ta không qua khỏi thì sao? Vậy thì bây giờ tôi với anh đành phải chờ đi. Tạm thời anh đừng liên lạc với tôi nữa, có gì tôi sẽ chủ động gọi cho anh. Ok vậy hả?
sắp chết. Em có lưng thiệt thì về kéo ông ta đi cùng em. Anh nghe nè, cái gì? Ba tỉnh lại rồi. Được rồi, anh sắp xếp vô nè. Vợ con báo là cha vợ con đã tỉnh lại rồi phải không Đại? Ừ, má coi thằng nhỏ giùm con nha. Ừ, Đại. Đại cho con uống sữa. Nè, uống đi con. Chắc chắn là có chuyện gì đó rất uẩn khúc. Thái độ của nó thiệt là kỳ quặc. Nội ơi, con mừng quá, ba con tỉnh lại rồi. Bà nội đã phù hộ cho ba con, giờ nội mới thấy nội thở được đó. Hôm qua giờ nội ngồi đây giống như người chết rồi vậy. Bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, con tôi ổn chưa bác sĩ? Chúc mừng gia đình ông, thời điểm nguy kịch đã qua. Giờ chỉ cần chăm sóc tốt là ông ấy sẽ khỏe lại. Dạ cảm ơn dạ, bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cảm ơn cô. Tôi thông báo cho các anh hay một tin xấu, ông ta đã tỉnh lại rồi. Tôi nghĩ chắc chắn mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Tạm thời anh và tụi đàn em lánh mặt một thời gian đi. Được rồi, tôi sẽ tìm cách liên lạc với các anh khi nào thấy cần thiết. Công an vào cuộc, người của ông ta cũng sẽ vào cuộc. Liệu mình có thoát được vụ này hay không? Ông có nghi ngờ ai ra tay sát hại ông không? Tôi cũng không biết nữa. Ra ngoài làm ăn, va chạm nhiều. Thật lòng, tôi cũng không biết là ai làm chuyện này. Ông có nhận diện được ai đã bắn ông không? Trời tối, mặc dù đoạn đường có đèn đường, nhưng vì xe chạy với tốc độ nhanh, khi bọn chúng áp sát, tôi sợ quá nằm sát xuống xe, không nhìn rõ được mặt. Thôi cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng tôi sẽ quay lại. Ăn gì không để con mua cho ba? Ba vẫn còn mệt nên không muốn ăn gì. Con lo cho ông nội giùm ba. Hay là con nói với nội về nhà nghỉ rồi chiều vô đây thấy cho con. Ba, hay con gọi mấy người bà con dưới quê lên chăm sóc ba nha. Không cần đâu, mấy người dưới quê lôi thôi lắm. Mình thuê điều dưỡng cũng được.
Con thật sự là người đáng thương nhất trong căn nhà này. Con quá non nớt để hứng chịu những đợt sóng dữ như vậy. Nội, nội có mua sữa cho con không? Có, đây con nè. Con đói quá, giờ này chồng con chưa mang sữa vô nữa. Nè, con cảm ơn nội, con thực sự rất là đói. Nhìn con bơ phờ quá, con mệt đó. Đi về nhà nghỉ đi con. Nội ở lại trong chừng ba con được rồi. Con không thể bỏ ba con lúc này đâu. Con không sao, nội đừng có lo cho con. Nội phải về mới đúng. Chút nữa anh Đại vô, con với anh sẽ chăm sóc cho ba. Nội cứ về nghỉ đi. Sao, con để cho chồng con trong chừng ba con? Ủa, sao vậy nội? Anh Đại chăm sóc ba con không được hả? Không có gì. Tại nội sợ chồng con nó bận công việc. Anh đi lâu quá vậy? Em đói bụng muốn chết luôn á. Anh đưa con qua cho má. Nghe tin em nói ba tỉnh dậy, anh mừng quá chạy vô đây ngay. Rồi tranh thủ mua đồ ăn cho em với nội. Nhưng bị kẹt xe cho nên vô trễ. Ba đã tỉnh lại rồi, em mừng quá. Không cần ăn gì em cũng cảm thấy no rồi. Ủa ba? Ba, chồng con có mua ít đồ ăn sáng cho ba nè. Ba ăn nha ba. Đồ ăn chồng con mua vô, ba nuốt không trôi đâu. Ba ráng đi, chỉ ăn một chút thôi cũng được. Chứ ba đừng phụ lòng chồng con nha. Con năn nỉ ba đó. Ba, nghe ba tỉnh lại con mừng quá. Ba ráng ăn chút súp nha ba. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi. Từ từ thôi con. Ba, từ từ thôi ba. Ba vẫn còn bị thương đó. Ba đã nói với con rồi, ráng nằm thêm vài ngày nữa đi rồi hãy xuất viện. Một hai con đòi về nhà. Mạng con lớn lắm, không dễ chết được đâu ba. Thôi anh mang mấy đồ trong xe vô nhà đi. Để em với nội dìu ba vô nhà cũng được mà. Mình đi nha ba. Ông ta đã thoát chết trở về. Và hình như ông ta đã nghi ngờ anh. Anh biết mình sẽ không thể nào thoát khỏi bàn tay quỷ quyệt của ông ta. Nếu anh chết trước khi trả được thù cho em, thì đã uổng phí công sức bao lâu nay của anh. Anh đã ghi lại một đoạn clip nói hết tất cả mọi tội lỗi của ông ta gây ra ở trong này. Nếu anh chết, con gái của ông ta sẽ biết hết mọi sự thật. Kim Ngân sẽ không tha thứ cho người cha ác độc này đâu. Ba ơi ba, mình về nhà đi, con nhớ mẹ quá. Con nhớ mẹ lắm hả? Dạ. Con nít nó cần cả cha lẫn mẹ, đừng để con mình phải chịu thiệt thòi. Sao má lại nói câu này với con? Má nói ít, mong con hiểu nhiều. Hãy cứ nhìn con mà sống. Con nít nó không có tội, đừng có làm tổn thương nó. Con biết má lo lắng cho con rất nhiều, con xin lỗi má. Đừng xin lỗi má, má chẳng có gì để trách móc con. Hiểu là má lo cho con, thì con phải cố gắng sống cho tốt là được rồi.
Má cất kỹ giùm con cái này. Khi nào má thấy con không còn liên lạc nữa thì má đưa vợ con giùm. Cái này là cái gì? Tại sao con phải làm như vậy? Ba ơi, mình giờ đi bán. Má đừng hỏi con nhiều. Con nhờ má, má cứ làm giùm con đi. Sau này con sẽ nói cho má nghe. Từ nội về đi con. Dạ thưa nội, con về. Mới mất con qua chơi với nội nữa nha. Ừ, con về nghe. Dạ. Nhớ nghe lời người lớn nghe con. Thưa má, con về. Ông à, Mộng Điệp à, anh hai con đang giấu má điều gì nghiêm trọng lắm. Nó đang gặp chuyện gì nguy hiểm phải không? Cha con ông nhớ phù hộ cho nó nghe. Anh nhìn kỹ đi, có phải là thằng này không? Tôi không có nhìn rõ mặt, nhưng vết sẹo thì giống lắm. 90% có thể là người này. Những thằng có vết sẹo dài trên mặt như vậy không nhiều. Thằng này em biết khá rõ. Trước kia nó thuộc loại đâm thuê chém mướn có hạn, nổi tiếng là liều lĩnh. Ra tù vào khám như ăn cơm bữa. Con rể anh đã có lần gặp nó. Đi rửa ngay tấm hình này cho tôi. Lập tức tìm hiểu điều tra về thằng này. Bằng mọi giá phải tóm gọn nó cho tôi. Dạ. Nếu bắt được thằng này thì chắc chắn sẽ biết được chủ mưu là ai. Có đầy đủ chứng cứ, tôi sẽ cho thằng kia lên đường luôn. Vậy trước mắt em phải cho người theo dõi thằng Đại chứ anh? Cứ làm vậy đi. Chờ tôi khỏe lại một chút rồi tính. Đối với tôi, nó chỉ là một con cừu thôi. Dạ. Vậy em cứ về nghỉ ngơi, em sẽ lo gì cho anh nha. Chú về đi. Dạ. Sao anh nói với tôi là tụi nó đã lặn rồi? Giờ công an báo là tụi nó đã gây án. Viên đạn thu được ở hiện trường cùng với viên đạn đã gây án thằng Thiên. Tôi xin lỗi anh đã để xảy ra sơ suất này. Đúng là hai thằng đó đã bay qua Thái rồi, nhưng khẩu súng để lại, một thằng trong nhóm lấy đi khe băng khác, và rồi đã xảy ra chuyện. Anh làm ăn như vậy là chết tôi rồi. Tại sao không hủy khẩu súng đi? Giờ mà công an truy ra là cả tôi với anh đều mệt. Anh yên tâm, tôi đã báo cho đàn em, tụi nó sẽ khai là nhặt được khẩu súng không rõ nguồn gốc và vô tình gây án. Công an bây giờ không dễ qua mặt đâu. Tôi thật sự rất lo lắng. Điều mà tôi lo hơn là chuyện mất tích của Thành Thiên. Nếu nó còn sống và quay về, tôi với anh mới chết chắc. Mọi chuyện sao rồi? Dạ thưa anh, đúng như kế hoạch. Tốt lắm. Thủ tiêu nó xong, các cậu cứ trốn đi như đá bạc. Tôi sẽ cho người chuyển tiền vào tài khoản các cậu. Dạ anh yên tâm, tối nay em sẽ cho nó về chồng. Alo, chú tới rồi thì vào đi. Phòng VIP 5. Anh có khách à?
Có cần tôi lên mặt không? Tôi cần bàn chuyện riêng. Chút nữa gọi lại cho anh. Tôi ra ngoài. Dạ mời anh. Anh đã khỏe hẳn chưa? Chú ngồi đi. Dạ. Ra ngoài. Dạ. Sao anh không gọi em tới nhà mà lại hẹn em ra đây? Em chỉ sợ anh còn bệnh. Chú không nên xuất hiện nhiều ở nhà tôi. Vì chuyện tôi sắp giao cho chú thực hiện có liên quan đến người nhà của tôi. Anh muốn xử lý thằng con rể. Chú cũng thật nhạy bén ha. Em theo anh lâu rồi, nhìn anh muốn cái gì thì phải đoán được chứ. Chú đã điều tra ra thằng Phong Thẹo đó ở đâu chưa? Dạ chưa. Nó lặng mất tâm. Nhưng trước đó có thông tin căn nhà trên kênh nước đen của nó thường xuyên tiếp mấy thằng giang hồ bên Cam về. Mặt mày cháy đen, chắc là cái đám bắn anh rồi. Nó muốn đấu với tôi tới cùng. Ừ thì đấu. Anh muốn em giải quyết dứt điểm. Tôi đã vì con gái của tôi mà nương tay cho nó nhiều rồi. Giờ thì tôi phải cho nó biết thế nào là chống đối với tôi. Chỉ cần anh ra lệnh, mọi việc còn lại để em lo. Chú phải đảm bảo cho tôi là nó không có đường về. Em biết em đã đánh mất lòng tin của đại ca, nhưng chuyện này em sẽ lấy lại uy tín với anh. Tôi chờ tin của chú. Xong việc tôi thật lớn. À, ba về rồi. Ừ. Ba đây. Thôi con muốn gì mà quá chừng vậy? Đồ ăn. Dạ thưa nội con mới về. Cô Tiết cầm sữa uống đi con. Anh sao bữa nay anh về sớm vậy? À sợ em nấu nướng mệt nên mua đồ ăn ở nhà hàng về luôn. Vậy để em gọi điện cho ba về rồi cả nhà mình cùng ăn luôn ha. Thôi anh đi tắm trước nha. Ừ. Ba đang ở đâu? À, ba đang bàn công việc với khách hàng. Vậy hả? Chừng nào ba về? À, chồng con á có mua mấy món ăn ở nhà hàng, con muốn ba về cùng ăn với cả nhà cho vui. Cả nhà cứ ăn trước đi, đừng chờ ba. Dạ, vậy ba về sớm nha. Ba vẫn còn chưa khỏe lắm. Ba biết rồi cục cưng. Hôn con nha. Dạ, con chào ba. Ăn bữa cơm cuối cùng với vợ con mày đi. Ngày mai tao tỉnh mày. Bác Nhàn ơi, bác Nhàn. Bác Nhàn ơi, bác có nhà không bác Nhàn ơi? Dạ con chào bác. Dạ anh Đại là sếp của con. Sáng nay anh đi làm bị tai nạn giao thông, đang nằm ở trong bệnh viện bác ạ. Trời đất ơi, con trai của tôi có sao không? Sao nó không gọi điện gì cho tôi vậy? Dạ anh bị thương nặng lắm, bây giờ đang nằm hôn mê trong bệnh viện đó bác. Cho nên con chạy tới để rước bác vô bệnh viện lo cho anh. Công ty cử con để tới rước bác, mình đi cho kịp bác. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu chờ tôi chút xíu nha. Dạ. Nhanh lên bác, anh Đại tỉnh rồi, giờ mong gặp bác. Con tôi tỉnh rồi hả? Dạ. Cảm ơn trời Phật. Nhanh đi bác. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho anh. Công trình của tôi đang vô giai đoạn nước rút. Nếu không có trục trặc về tài chính thì tôi đã không cầm cố căn biệt thự này. Được rồi, anh yên tâm đi. Tôi về xem qua hồ sơ. Nếu như ok thì tuần sau tôi sẽ cho người qua thẩm định. Tôi có thể nâng giá thẩm định lên để cho anh dây cao. Quan trọng là phần trăm quê hồng anh có chịu chi hay là không. Trước khi được giới thiệu gặp anh, tôi cũng đã nghe qua 10% hoa hồng thật sự hơi cao.
nhưng tôi không còn cách nào khác. Anh cứ tính đi, anh chi quê họ 10% mà anh lấy lại được lãi suất ngân hàng, anh có lợi. Hay là anh dây nóng, giá thấp nhất cũng từ 6-10% cho một tháng. Tôi biết, nên tôi mới đồng ý gặp anh. Mong anh giúp đỡ cho tôi càng nhanh càng tốt. Ok, nếu như anh cần gấp như vậy, tôi sẽ về trình hồ sơ lên sớm. Bây giờ tôi phải về công ty của cuộc họp. Chào anh. Mong anh giúp tôi càng nhanh càng tốt. Bỏ chân ra, mày muốn gì? Trời, tao chút tiền cũng sai coi, giả quá rồi. Thằng điên, mày tưởng tao là ai mà tới làm tiền hả? Cái tuổi nghiện ngập của tụi bay bây giờ lộng hành ghê. Biến đi, nhiều đây không có đủ. Mày muốn tao kêu công an tới không hả? Ban ngày ban mặt, xin điểu hả mày? Mày mà kêu công an tới là mày hối hận đó. Tao không có xin, mà tao có thứ này muốn bán cho mày, mày mua không? Giá chỉ có 50 triệu thôi. Thằng điên, cái loại như mày á thì có gì mà bán. Tao nói cho mày biết, mày mà còn dám quấy rầy tao nữa thì đừng có trách. Cái mạng của má mày có đáng giá 50 triệu không? Nói cái gì? Tụi tao sống ở gần xóm nhà mày, biết má mày có con là đại gia. Giờ tụi tao giả quá, không có tiền hút chích, bắt má mày làm con tin, chỉ xin 50 triệu thôi. Đồ lão, mày định gạt tao hả? Được, mày không tin á thì nói chuyện với má mày đi. Đi đâu mày? Anh à, cho má nó nói chuyện với nó đi. Nói nhanh lên mày. Alo. Đại hả? Má đây. Má? Là má hả má? Giờ thì mày tin tao chưa? Tụi tao không dám đòi hỏi nhiều. Đại gia như mày, 50 triệu có đáng là bao? Mày mà làm khó tụi tao, một tiếng nữa không thấy tao đem tiền về, bạn tao cắt cổ má mày không chừng đó. Mày. Được, 50 triệu thì 50 triệu. Tao nói cho mày biết, mày dám đụng tới một sợi tóc của má tao thì mày biết tao. Ừ, chỉ cần mày đừng manh động, báo công an, lấy tiền rồi đi theo tao, tao chỉ đường cho mày tới chỗ, chuột má mày về. Tao không có đủ tiền mặt ở đây, chờ tao rút thẻ ATM cái đã. Được, tao sẽ bám sát theo mày. Nếu mày dở trò gì đó, tính mạng của má mày tao không có đảm bảo đâu. Tụi mày là đồ khốn. Được, cần tiền tao sẽ cho mày tiền. Đúng là một lũ nghiện ngập chết tiệt. Hello. Đại ca, nó đã sụp bẫy rồi, để em dắt nó vào hang. Okay. Sao không đi theo tao nữa? Tụi mày tính văn bẫy tao hả? Đưa tao vô một con đường vắng như vậy là có âm mưu gì? Âm mưu con mẹ gì nữa. Nói với mày rồi, 50 triệu thôi, thả bà già mày ra liền. Chỉ có vậy thôi sao? Tụi tao lâm vào bước đường cùng, bắt bà già mày chỉ muốn kiếm chút tiền hút chích. Hay là mày nghĩ tụi tao âm mưu cướp xe của mày? Tụi tao cũng chỉ cần tiền mặt, chẳng có âm mưu gì lớn lao cả. Thôi được rồi, nếu mày á tiếc 50 triệu, tao đi về đây. Báo cho mày biết, má mày sẽ bị bỏ đói chết ở khu này đó. Chuẩn bị lo hậu sự đi. Khoan đã, tao không tiếc 50 triệu. Số tiền đó không là gì với tao cả, nhưng mà nếu đơn giản như mày nói thì không có vấn đề gì.
Tao chỉ sợ là... Sợ con mẹ gì? Âm mưu bắt cóc mày hả? Mày nghĩ đi, vài thằng người ốm yếu như tụi tao làm gì được mày? Được rồi, vậy tao sẽ đợi ở đây. Tụi mày đưa má tao ra đây trao đổi, tụi mày sẽ nhận được tiền. Ủa, ba không đi làm hả ba? Hôm nay ba thấy mệt nên nghỉ ở nhà một bữa. Vết thương nó lại đau. Ba à, ba đừng cố làm nhiều. Giờ sức khỏe của ba là trên hết. Ba biết mà. Con mới đưa thằng cu Tít đi học hả? Dạ. Con đưa Tít đến trường rồi tranh thủ mua ít đồ ăn cho ba. Người ta nói cha mẹ là chỗ dựa cho con cái, nhưng đôi khi ngược lại, giờ con là chỗ dựa của ba. Không có con, ba không biết mình sẽ sống ra sao nữa. Con đừng bao giờ rời xa ba nghe con. Làm sao con có thể rời xa ba được? Con thương ba nhiều lắm. Giá như gia đình mình được đoàn tụ như ngày trước thì con sẽ vui lắm ba. Ba sẽ vì con mà làm tất cả. Cho dù chuyện gì có xảy ra, con phải biết rằng ba luôn luôn ở bên cạnh con. Chắc nhất cho con. Mày có thấy nhà đằng đó không? Má mày đang ở đó đó. Chỉ có thằng bạn nghiện của tao ở đó giữ má mày thôi. Tới đó rồi, mày giao tiền, tao thả người, chúng ta chia tay. Thôi được, tới đó thì tao đi. Chỉ cần nhìn thấy má tao, tao sẽ đưa tiền cho tụi mày. Ok. Kéo gì trong, tao chọn chút ngủ, tao ngủ rồi, ngủ thẳng. Đây là 50 triệu, chỉ cần hai tụi bay thả má tao ra, thì số tiền này sẽ thuộc cho tụi bay. Ê, có tiền chơi cho mày, mấy bữa nay tao chật giả quá. Mày yên tâm, 50 triệu này chơi xả láng rồi chết cũng được. Má mày đang nằm trong này nè, mày vô đem bả ra đưa tiền cho tụi tao. Không, hai tụi bay đem má tao ra xe thì số tiền này sẽ thuộc về tụi bay. Mày nghĩ làm sao hai thằng scare tụi tao khiêng nổi bà già đó? Tụi tao á đứng còn không vững, gió thổi một cái là bay mất tiêu. Mày muốn má mày đập đầu xuống đất hả trước khi ra về hả? Nhưng mà làm sao tao biết chắc được là má tao đang ở trong đó? Mày theo tao đi rồi biết. Đi. Má. Gì vậy mày? Thấy người rồi, đưa tiền đây. Tiền mày đâu? Tiền. Má. Má, tỉnh lại đi má. Chào đại ca. Chào đại ca. Không biết chừng nào nhà mình mới trở lại vui vẻ như xưa. Con xin lỗi nội, con không cố tình khóc.
để làm cho nội và mọi người buồn. Nhưng sao nước mắt con cứ tuôn ra mỗi khi con nhớ đến mẹ và anh hai. Nội đâu có ý trách con, mà nội nói vậy thôi. Trước kia gia đình mình vui vẻ biết bao, rồi tai nạn nó ập đến, hết chuyện này tới chuyện khác, cứ như là sao quả tạ chiếu vậy. Thôi được, cha con mình sẽ từ từ giải quyết mọi chuyện. Ngày mai ba và con sẽ lên chùa năn nỉ mẹ coi sao. Thiệt hả ba? Ba đồng ý lên chùa gặp mẹ hả? Nhìn con như vậy á, ba chịu không có được. Có xuống nước năn nỉ mẹ con một tiếng thì đã có sao đâu. Cảm ơn ba nhiều lắm. Con nghĩ vậy là đúng đó hả? Con thử một lần nói chuyện với vợ con coi sao. Ba, nếu mẹ chịu về thì tốt quá ha. Sau đó nhà mình lại tập trung đi tìm anh hai nha ba. Nha ba. Kìa ba, chẳng lẽ anh hai không phải con của ba hả? Không lẽ ba định bỏ mặc anh hai sao ba? À, đâu có. Là ba cho người đi tìm anh hai con rồi chứ. Ba sẽ cố gắng hết sức. Cứ nghĩ á, đến cái ngày cả nhà mình được đoàn tụ, con muốn phát điên lên được. Giờ con xuống bếp nấu cái gì ngon ngon cho cả nhà mình ăn nha. À, để con gọi điện thoại nói chồng con về nhà ăn cơm cùng luôn. Làm cái gì mà vợ gọi điện thoại không chịu bắt máy vậy? Chắc là chồng con đang họp hành gì đó thôi. Thôi kệ anh đi, để con xuống bếp xem nấu món gì cùng lụa. Gọi anh sao cũng được mà. Không ngờ hai thằng diễn diễn kịch tới nơi tới chốn. Tiền cách xê của tụi nó còn cao hơn là ngôi sao sân khấu nữa. Diễn có một chút xíu mà đại ca cho 20 triệu. Tụi nó mừng thúm à. Nó không diễn hết mình mới là lạ. Mày không diễn cũng được 5 triệu trong cái phần 50 triệu của thằng này. Mày còn đòi gì nữa? Em biết mà. Xong cái vụ này á, anh em mình còn hơn tụi nó gấp 100 lần á. Em đâu có ganh tị với tụi nó làm gì. Làm cho nó tỉnh lại đi. Chờ đợi sốt ruột quá. Kết thúc đi. Dạ. Ê, ê, tỉnh lên mày. Mở mắt ra nói chuyện với đại ca tao mày. Quất có một cái mà định làm dạ luôn hả mày? Làm gì má tao rồi? Mày yên tâm, má mày đang bình yên ở nhà. Mục tiêu của tụi tao là mày, chứ không phải cái bà già đó. Bây giờ mày muốn gì? Đùa giỡn với mày một chút trước khi tiễn mày đi xa. Dừng lại, đừng quá tay hết hiệp một. Tao biết là ai sai mày làm chuyện này.
Mày muốn lấy mạng tao đúng không? Tao nghĩ mày cũng đoán ra được điều này. Nhưng thông cảm, tao chỉ là thằng làm công. Ông chủ giận sao tao làm vậy? Ông ta dặn trước khi chết đùa với mày một chút, không để cho mày chết một cách dễ dàng được. Gan mày cũng to lắm, dám cho người ám sát ông chủ. Nhưng mà tao không dễ chết cho mày tưởng đâu. Mày ngon, vẫn còn cái thối ngạo mạn. Để coi mày ba đầu sáu tay gì để thoát khỏi cái chết của ngày hôm nay. Đang ở đâu đây? Dạ, ở đây là trạm chờ xe buýt đó bác. Tại sao tôi lại ở đây? Bà có sao không vậy? Tôi thấy bà nằm ở đây lâu lắm rồi. Tôi tưởng đâu bà là dân vô gia cư. Nhưng nhìn bà sạch sẽ như vậy, tôi biết là không phải rồi. Thôi, bác ngồi ở đây nghỉ chút đi, rồi từ từ tính. Sao đầu tôi lại nhức ong ống như vậy? Tôi thấy khát nước quá. Con có nước nè. Bác uống tạm nước của con nha. Nè bác. Cảm ơn. Dạ. Bà nhớ ra chưa? Tại sao lại nằm ngủ ngoài này? Kỳ vậy. Tôi nhớ ra rồi, tôi bị người ta lừa bắt đi. Cháu có điện thoại không? Dạ có. Bác cần gọi điện cho con trai bác gấp. Đây nè bác, bác gọi đi, bác đọc số con bấm cho. Cháu bấm dùm bác số 0978. Kệ mẹ cái điện thoại đi nè ca, kết thúc cho rồi, lỡ có ai phát hiện thì chết á. Ê, tao muốn nói lời cuối cùng. Được, tao cho mày một ân huệ. Muốn nói gì thì nói nhanh lên đi. Mày hãy gọi điện về và nói với ông Hải là chuyển lời cuối cùng của tao. Nếu tao chết thì con gái ông ta sẽ biết hết tất cả sự thật. Tao thừa biết ông ta sẽ không buông tha cho tao. Vì vậy tao đã chuẩn bị từ lâu. Mày đâu muốn chủ mày phát điên lên. Dù gì ông ta tỉnh táo, nếu làm tay sai thì cũng kiếm được một mớ tiền. Và tao cá là ông ta sẽ phát điên lên vì bị đứa con gái ruột quay mất. Khi nó phát hiện ra sự thật về một người cha độc ác của ta đã tôn thờ. Tính sao đại ca? Gọi hay không gọi? Không phải chuyện của mày, để tao tính. Dạ. Mày gọi đi. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này một cách êm xuôi. Nếu như hôm nay tao thoát khỏi thì coi như tao chẳng từng biết nữa. Con đó, dành thời gian mà vô bệnh viện kiểm tra lại vết thương đi. Đừng có chủ quan,
con cũng có tuổi rồi đó. Dạ. Xong chưa? Chú nói cái gì? Chờ tôi một chút nha. Nói đi. Em cũng định hạ thủ nó rồi, nhưng nó yêu cầu em gọi về cho anh. Nói một việc quan trọng. Đừng có bị nó lừa. Giữa tôi và nó không có gì quan trọng. Ra tay đi. Dạ, anh nghe em nói hết rồi hẳn quyết định. Em sợ sau này cả em và anh đều hối hận thì không hay. Chú nó đại đi, đừng có lòng vòng nữa. Nó nói nó biết trước là anh sẽ ra tay, nên nó đã chuẩn bị sẵn. Nếu nó chết, con gái anh sẽ biết hết sự thật về anh. Nó định hăm dọa tôi sao? Bằng mọi cách chú phải bắt nó câm cái miệng lại. Anh nói với ông ta, mở hộp tủ thứ ba ở bàn làm việc, nằm sâu bên trong là một cái bị thứ. Ở bên trong cái bị thứ là một cái USB. Khi ông ta xem rồi hãy nói chuyện với nhau. Không biết có chuyện gì xảy ra với con trai tôi không? Sao nó không chịu nghe máy? Ngoài số điện thoại đã ra, bác còn nhớ số điện thoại của ai không? Bác bắt nó đi không bấm chưa? Con dâu tôi. Tôi chỉ nhớ có số của hai vợ chồng nó thôi. Con bấm chưa? Cháu bấm giùm bác số 0909. Ủa má hả? Má gọi số điện thoại của ai mà lạ quá vậy má? Con à, chuyện dài lắm, má cũng không biết nói sao nữa. Bây giờ má sợ lắm. Má bình tĩnh, từ từ nói cho con biết. Có chuyện gì xảy ra với má vậy? Giờ má đang ở đâu? Hình như má đang ở trạm xe buýt ở quận 3. Má làm gì mà xuống tuốt dưới đó vậy? Má bị người ta bắt đi. Trời ơi, má bị người ta bắt cóc hả? Kim Ngân, con đừng lo cho má. Má không sao đâu. Má sẽ tự đón xe buýt đi về nhà. Con coi liên lạc với chồng con đi. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra với nó rồi. Má gọi hoài mà nó không bắt máy. Chuyện gì vậy con? Nội, chút nữa con nói nội nghe. Giờ con phải gọi điện thoại cho anh Đại đây. Tôi biết trước là sẽ có ngày này, nên tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Nếu như ông giết tôi chết, lập tức con gái của ông sẽ nhận được một cái USB như thế này. Trong đó tôi sẽ kể tỉ mỉ từng chi tiết một về những tội ác mà ông đã gây ra. Khốn kiếp! Sao anh không bắt máy vậy? Làm ơn trả lời em đi anh. Nội, ba con đâu rồi nội? Hình như ba con đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc. Dạ. Kìa, Ngân à. Sao nhà này kỳ vậy? Sao ngày nào cũng có chuyện vậy? Trời ơi, chắc điên với cái nhà này quá à. Ba. Chuyện gì vậy con? Ba ơi, lại xảy ra chuyện nữa rồi. Từ từ nói ba nghe, là chuyện gì? Má chồng con mới điện thoại cho con. Bà nói con được con mất, nên con không hiểu rõ lắm. Hình như má chồng con bị người ta bắt cóc rồi. Trời ơi, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Bà ấy già rồi, nhà lại nghèo, người ta bắt bà làm gì? Thật sự con không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng má chồng con nói á, đừng có lo, má chồng con không sao. Giờ người đáng lo nhất là chồng của con bà. Thằng Đại làm sao nữa? Điện thoại chồng con không liên lạc được. Má chồng con và con đã liên lạc nhiều lần rồi. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với chồng con rồi. Bà ơi, bà mau nghĩ cách đi ba. Con bình tĩnh đi. Để ba thử liên lạc với thư ký bên công ty HGS, coi có họp hành gì không. Alo, cho tôi hỏi có phó giám đốc Quang Đại ở đó không? Sáng nay ở bên đó có họp hành gì không? Tôi biết rồi. Được rồi. Bên đó báo là sáng giờ chồng con chưa tới công ty.
Ok. Ngân à, Ngân, có sao không con? Tại sao mọi chuyện cứ xảy ra liên tiếp như vậy? Chồng con có chuyện gì nữa? Sao mà con sống nổi? Ba trông chừng Kim Ngân, con phải ra ngoài giải quyết chuyện này. Ba ơi, ba nhớ cứu chồng con nha ba. Không có anh ấy, con sống không nổi đâu ba. Con hết sức chịu đựng rồi. Con hãy cố gắng giải quyết mọi chuyện cho ổn. Đừng để con gái phải chịu nhiều chuyện như vậy. Nó chịu không nổi đâu. Cái chết của mày đã được định đoạt. Mày dùng chiêu gì mà ông ấy lại chịu đàm phán với mày vậy? Tao có một lá bùa hộ mệnh. Cảm ơn ba đã bỏ chút thời gian tới đây với con. Mày đừng có vội ngạo mạn như vậy. Tao sẽ giết chết mày ngay lúc này. Nếu đổi cái mạng này để trả thù cho cái chết của em gái tôi, cho cháu tôi thì cứ đáng. Và nếu cái chết của tôi có thể dành trừ được tội lỗi con và đứa con gái cưng, để cô ta biết rõ bộ mặt thật của người cha như ông mà cô ta từng thần tượng thì cũng đáng. Ông ra tay đi. Ra ngoài, tao cần nói chuyện riêng. Dạ, đi tụi mày. Thằng này nó cao cơ thiệt hả? Nó có thể lật ngược ván cờ sinh tử trong giây lát. Mày cầm dạ. Cái miệng mày lại. Ông mới nghe được là mày vô thế chỗ thằng kia à mày? Dạ dạ. Tôi biết ông có thể bất chấp cả thế giới này nghĩ gì về ông. Nhưng điều ông lo sợ nhất là sự coi thường, khinh bỉ của đứa con gái mà ông hết lòng thương yêu và nâng niu như báu vật. Nếu như một ngày nào đó cô công chúa Kim Ngân phát hiện ra cái lâu đài mà ông đang xây dựng một sự dối trá, độc ác và bằng thủ đoạn đê tiện nhất, thì cô công chúa ấy sẽ ra sao? Ngã gục hay nhìn cha mình bằng ánh mắt căm thù? Đủ rồi, câm miệng lại. Tao giết mày. Tao giết mày. Sao cùng ai nhấc máy hết vậy? Mọi người làm sao vậy? Con à, từ từ đi con. Chờ có ba con tới công ty coi có liên lạc được với chồng con không, rồi mới gọi cho con được chứ. Là số điện thoại bàn của má chồng con. Má hả? Con này má. Má vừa về tới nhà, con đã liên lạc được với chồng con chưa? Má thấy lo quá à. Người má bây giờ muốn rụng chân tay, đứng không vững nữa. Con vẫn chưa điện thoại được cho ảnh. Ba con đang đi tìm ảnh. Má, má cứ bình tĩnh nha má. Con sẽ chạy qua má liền đây. Nội, con phải chạy qua nhà má chồng con liền. Con lo cho bà nội của thằng cu tít quá à. Con đừng có lái xe nghe. Tinh thần của con không tốt đâu. Con đi taxi đi. Dạ, con biết rồi. Nội cứ nhà canh chừng. Có thông tin gì nội báo cho con biết nha nội. Được rồi. Dạ. Tao giết mày. Đại ca, rốt cuộc
ông ta muốn nó sống hay là chết vậy đại ca? Không, tao không vô trọng. Làm sao tao biết được mà mày hỏi tao? Muốn đối đầu với tao hả? Ông giết chết nó kiểu này thì dấu vân tay ông sẽ đối với tao chứ gì? Trước sau gì công an cũng điều tra ra mình. Tao sẽ cho mày. Làm sao hay đại ca? Tao sẽ cho mày chết. Tao giết mày. Đại ca dừng tay lại. Đại ca, có chuyện gì? Đại ca, nếu anh muốn nó chết cứ nói với em một tiếng em xử liền, không cần anh ra tay liên lụy sau này. Tao muốn tự tay giết chết thằng khốn nạn này. Mày lẻn vào nhà tao, giờ còn định phá hoại tình cảm của cha con tao sao? Là ông ép tôi trước. Ông hại em gái tôi chết thê thảm. Tôi chỉ muốn trả thù cho Mộng Điệp. Là tự cô ta đưa đầu vào thòng lọng, tham vọng để giết chết đứa con gái đó, chứ không phải là tao. Nó chỉ là một đứa con gái non nớt, nó đã rơi vào bẫy của ông. Hận thù ân oán của cha con ông thì liên quan gì tới em gái của tôi? Tại sao, tại sao các người lôi nó vào cuộc? Sao các người ép nó vào một cái chết trẻ như vậy hả? Đại ca, bớt nóng đi đại ca. Đại ca nghe em nói nè. Anh nghe em nói nè. Anh nên bình tĩnh lại. Giờ anh muốn xử lý nó ra sao? Nói nhanh gọn em làm liền. Chứ để dây dưa, lỡ người khác phát hiện thì sao? Không chừng má nó đi báo công an rồi. Đại ca suy nghĩ đi. Nó đang nắm giữ nhiều bí mật cá nhân của tôi. Nếu để con gái tôi biết, tôi sợ con bé sẽ chịu đựng không nổi. Tôi có thể hủy hoại cả thế giới này, nhưng tôi chỉ sợ nhất là làm tổn thương con bé. Vậy anh quyết định để cho nó sống, liệu nó có khai ra mình không? Để tôi xử lý chuyện này. Được, tao nghe đây. Bây giờ mày muốn gì? Tôi không hề sợ chết, nhưng tôi cũng rất muốn sống để phụng dưỡng mẹ già và lo cho con trai của tôi. Giữa tôi với ông sẽ có một sự trao đổi song phẳng. Nếu như ông để cho tôi yên thì coi như mọi việc chấm dứt từ đây, và Kim Ngân sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Làm sao tao tin mày cho được? Chính là cái mạng của tôi. Ông đang nắm cái mạng của tôi mà. Mày lấy ngay cái USB mà mày đã gửi cho ai đó, đem về nộp lại cho tao. Chuyện đó không thành vấn đề. Ít ra trước mặt Kim Ngân, chúng ta cũng nên sống hòa thuận với nhau. Mày nghe cho kỹ lời tao nói, nếu mày dám giở trò, tao sẽ giết không tha. Tạm thời tao tha cái mạng chó cho mày được. Cảm ơn, cảm ơn ba nhiều lắm. Đừng bao giờ để tao nhìn thấy cái mặt sất láo của mày một lần nữa. Đừng chọc tức tao, mày sẽ không có kết quả tốt. Hãy tìm cách trả lời cho Kim Ngân yên tâm. Nếu như mày muốn tồn tại trên đời này, alo, bà xã hả? Má, anh nghe máy rồi má. Anh đang ở đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh? Tại sao anh lại không nghe máy vậy? Má với em lo cho anh lắm. Má đang khóc hết nước mắt nè. Em đang bên nhà má hả? Dạ, em vừa chạy qua. Hình như sáng nay má bị người ta bắt cóc đó. Mà tại sao lại thả má về? Còn anh, anh có bị làm sao không? Người ta không bắt cóc má. Người mà họ muốn bắt chính là anh. Trời ơi, người ta bắt cóc hả?
Nhưng mà người ta bắt anh làm gì? Giờ anh đang ở đâu vậy? Người ta bắt anh để đòi tiền chuộc. Biết anh là con rể của đại gia mà. Nhưng mà cũng may quá, ba rất là thương anh. Ba đã đem tiền tới chuộc anh rồi. Em yên tâm đi. Trời ơi, sao lại kinh khủng vậy? Ba đang ở đây với anh. Em nói chuyện với ba đi. Ba nghe đây con gái, con yên tâm. Ba đã giải quyết mọi chuyện xong ổn thỏa. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Con cảm ơn ba. Con đừng có lo lắng quá. Về nhà đi con. Dạ, con biết rồi ba. Một thỏa thuận, một cam kết miệng giữa tao và mày tại đây. Tao sẽ để cho mày yên nếu như mày biết ngậm miệng lại. Nếu như mày dám phá vỡ nguyên tắc này, tao sẽ lấy mạng mày. Tha cho nó hả anh? Tạm thời là vậy đi. Từ từ tôi sẽ tính cách khác. Cảm ơn lá bùa hộ mệnh. Ông không dễ gì đụng tới tôi đâu. Má, thì ra bọn bắt cóc chỉ dàn cảnh thôi. Người bọn chúng muốn bắt cóc là chồng con. Nó đòi bao nhiêu vậy con? Tính mạng của thằng Đại bây giờ ra sao rồi con? Má à, má đừng lo. Bà còn đã tới gặp tụi nó và trả tiền rồi. Anh Đại không sao đâu. Trời Phật đã che chở cho thằng Đại. Má mang ơn anh xui nhiều lắm. Làm sao mà má trả nổi đây? Má đừng nghĩ ngợi gì hết. Giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi. Má nghỉ ngơi đi ha. À, hay con pha cho má ly sữa nha. Con không cần lo gì cho má đâu. Con đi về coi chồng con có sao không. Tụi nó bắt cóc có hành hung gì nó không? Đi đi con. Có gì thì báo cho má biết liền nghe. Dạ. Vậy con chạy về nha má. Ừ. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, mai con với chồng con sẽ qua thăm má. Ừ. Cảm ơn con nhiều lắm Kim Ngân. Má nghỉ ngơi đi, con về nha. Ừ. Cái thằng thiệt có phước, lấy được con vợ nhân hậu biết trên biết dưới. Sau này mà con đối xử không tốt với Kim Ngân thì con đừng có trách má. Sao tụi nó khốn nạn quá vậy? Đáng anh không tiếc tay. Hay là em đưa anh vô bệnh viện nha. Phải đó Đại. Để nội và vợ con đưa con vô bệnh viện kiểm tra. Biết đâu con bị nội thương bên trong thì sao? Con không sao đâu. Anh giữ được cái mạng quay về là tốt lắm rồi. Con cũng không muốn vào bệnh viện. Công an mà biết được thì rắc rối lắm nội à. Tụi này giả man quá. Chỉ là tiền thôi mà, đâu có cần phải đánh anh ra nông nổi như vậy đâu. Dựng một màn kịch bắt cóc công phu, đòi tiền chuộc 500 triệu. Nội thiệt tình không hiểu chuyện này ra sao. Cũng may là ba con có tiền mặt, nếu không thì tính mạng của anh Đại chắc không còn đâu. Anh thấy ba thương anh nhiều chưa? Sau này anh nhớ sống tử tế và nghe lời ba nha. Ba em là người tốt, tốt nhất trần gian này mà anh biết. Sao giờ này con chưa về? Bà đi ngủ đi. Đêm nay con sẽ không về đâu. Đầu óc con căng thẳng quá. Con ra ngoài một đêm. Thôi được rồi, con có làm gì thì cũng phải ráng lo cho sức khỏe. Cái nhà này con là trụ cột, con có biết không?
Dạ. Chào ba. Lâu lắm rồi anh mới gặp em. Em nhớ anh, nhưng không biết phải làm sao mới gặp. Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Anh không còn thời gian dành riêng cho mình. Em biết chứ. Cho nên em đâu có dám làm phiền anh đâu. Chỉ cần anh nhớ đến em là đủ rồi. Anh bị stress, căng thẳng vô cùng. Bây giờ em làm gì để anh cảm thấy thoải mái đi? Sao hả mẹ? Mẹ về nhà đi mẹ. Con cần mẹ. Mẹ ơi, nhà mình bây giờ lạnh lẽo lắm, không có bàn tay chăm sóc của mẹ, mọi thứ trở nên tồi tệ. Nhiều chuyện xảy ra, con không sao chống chọi được. Mẹ ơi, mẹ về với con đi. Con nhớ mẹ lắm. Con với bà về đi. Mẹ không về đâu. Mẹ, mẹ, mẹ mở cửa ra đi. Bà muốn gặp mẹ đó. Bà muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ không thể nói chuyện với ông ấy lúc này được. Con hãy hiểu cho mẹ. Tại sao vậy chứ mẹ? Có chuyện gì xảy ra giữa ba mẹ mà tại sao con không được biết? Tại sao mẹ không nhìn mặt ba? Mẹ không thể nói cho con nghe vào lúc này được. Con thương mẹ thì đừng có tra hỏi gì nữa hết. Con về đi. Lần sau con đưa cô Tít lên thăm mẹ, rồi mẹ con mình nói chuyện. Đừng ép buộc mẹ thí chủ. Cả thể xác lẫn tinh thần của bà ấy mệt mỏi rất nhiều. Thí chủ hãy hiểu và thông cảm cho mẹ thí chủ. Con nhờ sư chăm sóc cho mẹ con. Chưa bao giờ con thấy mẹ con suy sụp như lúc này. Dạ, con nghe lời sư, con nghe lời mẹ con. Con về đây. Thí chủ là một đứa con hiếu thảo, trời Phật sẽ phù hộ cho thí chủ. Mẹ ơi, con về đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Rồi mấy ngày nữa con sẽ đưa cháu lên thăm mẹ. Thank you.
Ngân. Ghê cô đi. Anh á, đi chơi khuya như vậy mà không sợ gấu mẹ vĩ đại ở nhà hả? Có gì đâu. Anh ghét gì căn nhà đâu. Mày nói đúng hả? Là anh sợ. Em á, em nghe nói anh ở biệt thự mà xuống tới mồ hả? Em á, em ở phòng trọ, chỉ mong có một căn nhà cấp 4 thôi mà không được nữa. Không, căn nhà đó nhìn bề ngoài thì như một tòa lâu đài, nhưng những gì ở bên trong là cả một địa ngục. Anh không thích gì căn nhà đó. Thôi mọi người vô đi, 100% nha mọi người ơi. Vô nha. Tại sao lại ra nông nỗi này?